Câu chuyện giữa sự ngu dốt và thông minh. Một ông thầy giáo mới dạy nhận ra rằng có một cậu bé luôn bị chửi là ngu. Trong giờ ra chơi, ông có hỏi nhóm bạn về lý do. Một bạn trả lời, thì nó là thằng ngu thật mà thầy. Nếu mà đưa cho nó một đồng 5 xu to và một đồng 10 xu nhỏ, nó sẽ chọn đồng 5 xu. Vì nó nghĩ đồng 5 xu có kích thước to hơn thì sẽ tốt hơn. Đây, thầy nhìn nhé, một bạn trong nhóm đưa đồng xu lên và cho cậu kia chọn. Và cậu ta vẫn chọn đồng 5 xu như trước. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi, sao em lại chọn đồng 5 xu mà không chọn đồng 10 xu? Thầy nhìn này, đồng 5 xu to hơn mà. Tan trường, thầy đến chỗ cậu bé và hỏi lại, chả lẽ em không hiểu đồng 5 xu to hơn về kích thước, nhưng 10 xu có thể mua được nhiều hơn. Cậu bé nói, nếu em lấy 10 xu, lần sau bọn nó sẽ không cho em nữa. Đọc đến đây, chắc bạn sẽ ồ lên một tiếng vì sự thông minh của cậu bé kia, có đúng không? Vì thế, ngu mà tỏ ra nguy. Dựa vào câu chuyện này cũng như các hãng xe với nhau, nói đến đây chúng ta lại nói đến sự thông minh của các hãng xe như BMW. Và các hãng cạnh tranh thì luôn nói xe BMW không có gì, chỉ có vài cái option yếu, mã lực thì cũng yếu, chỉ có cảm giác lái. Đem giấy tờ ra so sánh, so từ cái gạch đầu dòng của option mà họ show up, so từng cái mã lực bằng nhau trên giấy tờ, trên mọi con phương diện. Còn BMW lặng lẽ cộng hưởng tất cả những yếu tố option thành những combo cho khách hàng, thành yếu tố vật lý khiến cho người sử dụng nghĩ là nó yếu, nó không có mạnh. Nhưng thật sự chiếc xe đó nó mạnh thật, mạnh đến bất ngờ. Đôi lúc chỉ 184 HP, nhưng khi lên xe nó lại khác đi. Cái cảm giác thật sự có phải là cảm giác không? Hay nó thật sự mạnh? Mạnh thật. Kẻ khoa trương thích show up, nói tôi mạnh, tôi option cao trên giấy tờ. Kẻ chỉ nhận con số nhỏ, nhưng thật sự là kẻ mạnh. Người thì thích đem giấy tờ ra khoe, người xài thì không rời bỏ được. Phô trương nhiều option, xài không tới đâu, chỉ có nửa vời. Người không phô trương, chỉ có việc bạn lên xe, bạn lái. Mã lực nào là dư mã lực đó? 184 HP, nhưng hộp số thể thao nó khác với nhiều lắm. Với một chiếc xe 225 HP, hộp số thường, cách nói chuyện không bằng thực tế chứng minh. Người ta lên xe chạy khác với việc bạn nhìn thấy chiếc xe hào nhoáng bên ngoài. Không tin, đến BMW Showroom BMW Sala, số 12 Mai Chí Thọ, gặp Tâm Béo nha.